Văn Giang nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hưng Yên, bên bờ tảng ngạn sông Hồng, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, là vùng đất có lịch sử lâu đời với trầm tích văn hóa lắng sâu, còn ghi dấu trong hệ thống di tích kho tàng di sản và những bảo vật vô giá còn lưu truyền đến ngày nay. Văn Giang không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt mà còn là cửa ngõ giao thương quan trọng với thủ đô Hà Nội. Năm 2022-2023 là địa phương thu ngân sách cao nhất của tỉnh, góp phần đưa Hưng Yên trở thành địa phương thu ngân sách đứng thứ 6 của cả nước, cao nhất trong 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tốc độ đô thị hóa phát triển mạnh mẽ với hàng loạt khu đô thị lớn tầm cỡ quốc tế như EcoPark, Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3. Hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Chiều dài lịch sử, vùng đất địa linh nhân kiệt này tự hào là nơi đã sinh ra lớp lớp các danh nhân kiệt xuất cho đất nước, là điểm sáng với truyền thống hiếu học của tỉnh Hưng Yên. Văn Giang thời nào cũng có nhân tài. Qua các triều đại phong kiến, Văn Giang là đất học, có tới 1/4 số người đỗ đại khoa của tỉnh Hưng Yên với 57/228 người. 3 trong số 8 trạng nguyên của Hưng Yên là người Văn Giang. Đó là trạng nguyên Nguyễn Tư ở Triều Trần, trạng nguyên Đỗ Tông và trạng nguyên Giáp Hải Triều Mạc. Nhiều tiến sĩ thời phong kiến được ghi tên trên bia đá ở Văn Miếu Xích Đằng, biểu tượng khoa cử của tỉnh Hưng Yên, phố Hiến. Sử vàng danh nhân Văn Giang được nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác đã được ghi danh như tiến sĩ Trung Mạnh Trinh, nhà văn Nguyễn Công Hoan, họa sĩ Tô Ngọc Vân, Dương Bích Liên, nhạc sĩ Phó Đức Phương, cùng biết bao người con ưu tú, những chiến sĩ cộng sản kiên trung. Điển hình là các đồng chí Tô Hiệu, Tô Chấn, Lê Văn Lương, Tô Quang Đầu, nhà giáo Dương Quảng Hàm, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền, đại tướng, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tô Lâm, cùng nhiều tướng lĩnh. Trong lịch sử thì đây là một cái vùng đất tụ thủy, tụ nhân, mà cái nơi mà có thể nói rằng là kết tinh rất nhiều những cái giá trị của lịch sử văn hóa trong suốt từ cái thời đại dựng nước cho đến ngày hôm nay. Và đặc biệt ấy, là trong cái bối cảnh phát triển của cái vùng thủ đô Hà Nội tính từ đầu thế kỷ thứ 21 cho đến nay đấy, thì phải nói là đây là cái nơi đấy mà có một cái nhịp độ phát triển rất là cao. Và chúng ta có thể hình dung ra đấy, có thể nói là Văn Giang đấy là đang từng bước để trở thành một cái đô thị đấy, có một cái vị trí khá là cao đấy ở trong cái khu vực thủ đô Hà Nội này. Huyện Văn Giang được tái lập vào ngày 1 tháng 9 năm 1999 theo Nghị định số 60 NDCP của Chính phủ. Toàn huyện có 10 xã, 1 thị trấn với diện tích tự nhiên là 71,94 km2. Với bề bộn những khó khăn của một huyện thuần nông khi đó, cơ sở vật chất, nhà làm việc, đội ngũ cán bộ còn thiếu, hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đồng bộ. Năm 1999, tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% năm. Tổng thu ngân sách năm đạt 3,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người là hơn 3 triệu đồng, giá trị thu nhập trên 1 hectare đất canh tác mới chỉ đạt hơn 32 triệu đồng. Thời gian đầu tái lập huyện, nhất là những cái tháng đầu năm đầu, thì Văn Giang cũng như các huyện có rất nhiều khó khăn thách thức. Tỷ trọng trong kinh tế nông nghiệp là chiếm tới 80%. Công nghiệp, dịch vụ thì chiếm tỷ trọng rất thấp. Kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội thì rất thấp kém. Thu nhập của người dân cũng như thu ngân sách là đạt kết quả rất thấp. Đội ngũ cán bộ của các cơ quan huyện thì rất thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho làm việc của các cơ quan huyện thì rất khó khăn, thiếu thốn. Ngay sau khi tái lập huyện,
các thế hệ lãnh đạo và người dân Văn Giang đã bắt tay vào việc xây dựng huyện theo hướng phát triển đồng bộ và toàn diện. Trong đó, chú trọng về tái cơ cấu nông nghiệp, đầu tư cho hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông. Đồng thời có những quyết sách và định hướng tầm nhìn mang tính đột phá lâu dài, tận dụng những lợi thế nhất cận thị, nhị cận Giang là huyện giáp thủ đô Hà Nội để phát triển đô thị. Điểm nhấn đặc sắc tại Văn Giang là có sự gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng nông thôn mới với việc phát triển đô thị. Điển hình như các khu đô thị Dream City, Eco Park được thiết kế đồng bộ, xây dựng hiện đại, đạt nhiều giải thưởng danh tiếng của quốc tế, thu hút hàng vạn người về sinh sống và làm việc, đã góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn mới. Văn Giang quyết tâm cơ cấu lại phát triển kinh tế nông nghiệp theo cái hướng giảm cái tỷ trọng sản xuất nông nghiệp nhưng tăng cái hiệu quả, tăng cái chất lượng của sản phẩm và tăng giá trị thu trên một cái đơn vị canh tác, thu hút mạnh cái đầu tư để phát triển đô thị, quyết tâm hình thành các cái khu đô thị lớn, các cái khu đô thị xanh với những cái tiện ích tiên tiến, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và sự đồng thuận, sự ủng hộ của toàn thể người dân. Triển khai thực hiện giai đoạn 1 giải phóng mặt bằng của Dream City với diện tích khoảng 444 ha, sau đó là khu đô thị Đại An khoảng 160 ha, đồng thời lập đồ án thiết kế quy hoạch một số dự án khác. Với những căn nhà phố, biệt thự, chung cư của Vinhome Ocean Park đã và đang bắt đầu được đưa vào sử dụng và đón cư dân về sinh sống, khu đô thị Eco Park tiếp tục giới thiệu ra thị trường bất động sản với nhiều phân khúc, biệt thự, chung cư, shop house. Nhiều dự án đã và đang dần hình thành như dự án khu đô thị nhà vườn sinh thái Xuân Cầu, khu biệt thự và nhà ở cao cấp Dragon Park, Hưng Thịnh Phát, Aquarius. Và nhiều dự án khu nhà ở cao cấp khác làm cho diện mạo đô thị ngày càng thể hiện rõ nét. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Eco Park đã có những cái đóng góp rất là quan trọng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Không chỉ giải quyết được bài toán về nhu cầu của nhà ở, Eco Park còn cải thiện cơ sở hạ tầng, tiện ích xã hội, giúp cho tỷ lệ đô thị hóa của huyện Văn Giang tăng gấp 7 lần và thăng hạng đô thị từ loại 5 lên loại 3. Với mục tiêu là đưa Văn Giang lên thành phố năm 2030, thì Vinhome cũng đã cùng với Văn Giang để xây dựng phát triển hạ tầng đô thị hiện đại và tạo ra một cái tính kết nối với đường giao thông quốc gia cũng như các khu vực lân cận, đặc biệt là các điểm đến hiện nay đã có của huyện Văn Giang. Như các khu vực làng hoa, các khu vực điểm nhấn khác. Và với tinh thần đấy thì chúng tôi hy vọng là sẽ phát triển không gian đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế thông qua điểm đến du lịch và thu hút rất nhiều cư dân về sinh sống. Hàng năm, huyện Văn Giang đón trên 500 lượt du khách đến tham quan, du lịch trải nghiệm và trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024, các khu đô thị đã thu hút trên 1,6 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Vùng đất và tấm lòng hiếu khách của người dân Văn Giang thực sự là miền quê đáng sống với những trải nghiệm tuyệt vời của cư dân sinh sống tại đây và du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn vẻ đẹp của các đô thị văn minh hiện đại của Văn Giang. Mình thấy ở đây cũng khá là phù hợp để mình khai thác những cái tour du lịch như kiểu trong ngày dành cho khách nội thành Hà Nội đấy, đi vào những ngày cuối tuần như kiểu họ đi picnic. Cái năm 2024 này, xu hướng của mọi người sẽ là tìm một địa điểm khác du lịch văn hóa hoặc là tìm những cái gì đấy nó lạ, nó đặc biệt hơn bình thường, thì Hưng Yên là một sự lựa chọn. Ngày 15 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 838 về việc công nhận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Đây là sự ghi nhận trong một quá trình dài phấn đấu của huyện từ các xã đạt nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Đến nay, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, là một trong những địa phương đi đầu trên cả nước về thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, có phong trào xây dựng nông thôn mới từ rất sớm. Năm 2018, một dấu mốc đặc biệt, Văn Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Một điển hình cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở Văn Giang là xã Phụng Công, một trong 5 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Một nét khá khác biệt ở đây so với nhiều địa phương khác đó là ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã đã chủ trương phải giữ và cải tạo bằng được hệ thống các hồ ao, kênh mương, góp phần tạo nên không gian xanh, lá phổi tự nhiên phục vụ đắc lực cho việc tưới tiêu và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Điều này giúp cho Phụng Công vẫn gìn giữ được nhiều ao hồ, tạo điều kiện để người dân phát triển hoạt động sản xuất. Ngày 1 tháng 9 năm 2013, huyện đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tại quyết định số 1788 QĐ-UPND về hoàn thành quy hoạch chung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 10 trên 10 xã đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Sự đổi thay hiện hữu trên tất cả các mặt theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giáo dục, y tế, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Mới đây, thị trấn Văn Giang được công nhận là đô thị văn minh năm 2023. Trong 20 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2013 của tỉnh Hưng Yên, Mễ Sở và Long Hưng của Văn Giang đã vinh dự được góp mặt là những xã tiên phong làm điểm. Tháng 2 năm 2020, thì xã Mễ Sở chúng tôi được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục thực hiện nghị quyết của huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang là xây dựng xã Mễ Sở là sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mễ Sở, chúng tôi đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và tới các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong xã, tập trung mọi nguồn lực và để xây dựng, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao để đạt lên một mức cao hơn nữa và tập trung tất cả các nguồn lực để chỉnh trang, xây dựng mới, nâng cấp các cái công trình phúc lợi của địa phương. Thì kết quả đến tháng 1 năm 2022, xã Mễ Sở chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ trong gần 5 năm, từ năm 2019 đến 2023, từ huyện nông thôn mới đến mục tiêu 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Văn Giang đã mang một diện mạo mới trên mọi mặt của đời sống xã hội. Giá trị thu trên 1 hectare canh tác năm 2018 260 triệu đồng, năm 2022 423 triệu đồng, năm 2023 442,8 triệu đồng, tăng 170%. Trong đó có những diện tích trồng hoa cây cảnh ở xã Xuân Quan, Thắng Lợi, Phụng Công cho thu lãi từ 1,5 đến 2 tỷ đồng một hecta một năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 59,6 triệu đồng một người một năm, năm 2022 108,8 triệu đồng, năm 2023 là 125,2 triệu đồng một người một năm, tăng 210%. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 là 1.137,8 tỷ đồng, năm 2022 là 27.000 tỷ đồng, năm 2023 18.322 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 1,77%, năm 2022 là 1%, năm 2023 là 0,39%. Phấn đấu đến hết năm 2024, Văn Giang không còn hộ nghèo. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển đổi theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến nay khoảng 5.100 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất thực tế tăng trên 10.000 tỷ đồng. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%. Với lợi thế của một huyện ven đô và sự phát triển thì Văn Giang sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đến và đầu tư trên địa bàn của huyện. Đây cũng là sự quyết tâm, phấn đấu và ý chí của cả hệ thống chính trị xây dựng huyện Văn Giang thành huyện nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn đô thị loại 3 vào năm 2025.
xây dựng đô thị mang dáng dấp đặc thù và có bản sắc riêng. Trong 25 năm qua, các cấp ủy tổ chức đảng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, mục tiêu động lực phát triển bền vững đất nước. Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng đảng, coi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Từ đó đã nghiêm túc thực hiện xây dựng tổ chức đảng trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác tổ chức xây dựng đảng, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, nội chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới và tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, hướng mạnh về cơ sở, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và lợi ích thiết thực của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở cơ sở và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Để kiên định mục tiêu chiến lược của huyện của chúng ta sẽ trở thành đô thị loại 2, tất cả các ngả đường, các chiến lược, sách lược đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là thành phố loại 2. Và chúng ta chỉ dựa trên ba cái trụ cột chính thế này thôi. Một, chúng ta chỉ còn chút dư địa đất để cho thu hút những cái dự án đầu tư quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao. Cái thứ hai nữa là chúng ta không thể thiếu được, đấy là kinh tế đô thị và dịch vụ thương mại. Và cái thứ ba đó là nông nghiệp sinh thái và ứng dụng công nghệ cao. Cho dù chúng ta sẽ trở thành đô thị, nhưng mà xin thưa các đồng chí, đừng mất đi nông nghiệp, đừng đô thị hóa hoàn toàn tất cả các vùng nông thôn. Nơi ấy là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa. Dù kinh tế có phát triển mà chúng ta biết cách làm nông nghiệp thì nó cũng bổ trợ cho cái nền kinh tế của chúng ta rất tốt. Sau 25 năm tái lập, quy mô kinh tế của huyện Văn Giang tăng trưởng theo hướng giảm dần tỷ trọng các ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng các ngành nghề sản xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Năm 2000, nông nghiệp chiếm 58,5%, công nghiệp xây dựng chiếm 17,2% và thương mại dịch vụ chiếm 24,1%. Hết năm 2013, nông nghiệp giảm còn 8%, công nghiệp xây dựng là 46% và thương mại dịch vụ là 46%. Tổng giá trị sản xuất năm 2000 đạt hơn 409 tỷ đồng, năm 2013 đạt 35.014 tỷ đồng, tăng 34.604,618 tỷ đồng. Giá trị thu trên 1 hecta đất canh tác năm 2000 đạt 35,6 triệu đồng 1 hecta, năm 2013 đạt 442,8 triệu đồng, tăng 407,2 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2000 đạt 3,5 triệu đồng một người, năm 2013 đạt hơn 125 triệu đồng, tăng 121,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2000 là 5,65%, năm 2013 chỉ còn 0,39%, giảm 5,26%. Phấn đấu hết năm 2024, huyện Văn Giang không còn hộ nghèo. Làng văn hóa năm 2000 đạt 27,79 làng, hết năm 2013 có 83 trên 83 làng khu phố đạt và giữ vững danh hiệu làng khu phố văn hóa đạt 100%. Cùng với các địa phương có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua, trong đó đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài 10,2 km với tổng diện tích cần thu hồi, giải phóng mặt bằng là 143,5 ha, nhiều nhất tỉnh. Thời gian qua, Văn Giang đã và đang huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và quyết tâm cao nhất. Bên cạnh đó là hàng loạt các dự án khác về giao thông cũng đã và đang triển khai như đường kết nối di sản, đường vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi. Khi các dự án này được hoàn thành, chắc chắn sẽ mở ra cơ hội rất lớn để Văn Giang phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế, xã hội, xứng đáng với tiềm năng và lợi thế của địa phương. Từ cái sau khi tái lập huyện thì nó có nhiều thay đổi. Thứ nhất về đường xá thì vận động nhân dân, tức là hiến đất để mở đường rộng ra,
Thí dụ như cái đường liên thôn của trong thôn tôi trước chỉ có 2 mét thôi. Nhưng đến khi mà vận động nhân dân thì mở ra thì có chỗ 4 mét, có chỗ 5 mét. Thế nhà nước thì đầu tư cho một số, thế còn các cái hộ, các cái ở trong xóm thì góp tiền rồi để làm. Tự hào về truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử cũng như sự thay đổi của quê hương, lớp lớp người dân tại Văn Giang, đặc biệt là thế hệ trẻ, luôn tự nhủ cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó. Xây dựng quê hương Văn Giang ngày càng phát triển bền vững là đô thị văn minh, hiện đại trong tương lai gần. Tuổi trẻ huyện Văn Giang thì luôn tự hào với truyền thống của quê hương và nguyện sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa, đóng góp về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương. Vừa qua, huyện Văn Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị đến năm 2040 theo quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2023. Theo đó, đô thị Văn Giang được quy hoạch có tính chất là trung tâm kinh tế, dịch vụ, thương mại, công nghiệp và phát triển nhà ở, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của khu vực, là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Đây cũng là những kỳ vọng khi huyện Văn Giang tự hào nhiều lần được đón các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, đặc biệt là đồng chí Đại tướng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm về thăm động viên và chỉ đạo thực hiện, đồng thời là nguồn động viên to lớn để huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu trong thời gian tới. Đấy, với nhiều cái mục tiêu mà cũng rất quan trọng, cái thời khắc lịch sử năm 24, năm 25 này, đấy, chúng ta đang là tăng tốc để hoàn thành những cái chỉ tiêu, những cái nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ huyện, rà soát những cái gì đã hoàn thành rồi, những cái gì cần phải vượt mức, những cái gì phải tốc độ cao để năm 2025 chúng ta bước vào Đại hội đấy, của huyện. Chúng ta tự hào, chúng ta báo cáo là với cái tốc độ như vậy. Và phải có cái sự chuyển đổi lớn, cái sự chuyển dịch lớn, những dấu mốc quan trọng. Năm 2024 này cũng là năm chúng ta sẽ kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện. Một cái dấu mốc rất quan trọng. Đấy. Để cho mọi người cũng đều thấy được đấy, cái sự phát triển thần kỳ của huyện Văn Giang trong 25 năm qua. Chúng ta, như tôi nói là rất tự hào về cái sự phát triển đó. Đấy, một dấu mốc rất quan trọng, làm sao mọi người dân để cùng đồng lòng, cùng chia sẻ, cùng gánh vác và cùng thấy tự hào về những chuyện. Huyện thì phát triển như vậy rồi, đô thị hóa như vậy rồi, chúng ta phải rất chú ý, chú trọng cái gì? Chúng ta phải bảo tồn văn hóa làng xã. Đấy. Nhà trong phố, phố trong làng, làng trong phố. Đấy. Những cái gì là những cái truyền thống văn hóa chúng ta phải duy trì. Đấy. Phải tích lũy bao nhiêu những lễ hội, bao nhiêu những cái điểm văn hóa, những đình đền miếu mạo, những cái nơi truyền thống, những cái nơi di tích của cha ông chúng ta để lại, phải có trách nhiệm bảo tồn, phát huy những cái truyền thống văn hóa. Đấy. Làng nhưng mà phố thì đấy, nhưng mà trong làng thì vẫn phải duy trì cái trật tự, cái làng xóm, cái văn hóa ấy. Không thể nào không có được những việc. Chúng ta phải bảo vệ môi trường, phải giữ gìn môi trường. Đấy, trong định hướng các đồng chí rồi, phát triển thông minh và môi trường bảo đảm. Đến nay, huyện Văn Giang có 8 dự án đầu tư phát triển đô thị lớn với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2,2 nghìn ha, quy mô dân số theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 6 năm 2024 là 750.000 người. Cùng với đó, một số trường đại học về đầu tư xây dựng như Trường Đại học Mở Hà Nội, Đại học Anh Quốc Việt Nam, Trường Đại học Y khoa Tokyo. Đây là những nền tảng tạo động lực để huyện Văn Giang phát triển thành đô thị với đầy đủ chức năng trong tương lai. Những thành tựu đã đạt được sau 25 năm tái lập huyện và hơn 10 năm triển khai thực hiện phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới của Văn Giang, với kết quả là huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, cũng như hình thành một đô thị có tầm vóc trong nước, mới thấy được những cách làm sáng tạo, linh hoạt, biết vận dụng những lợi thế, thời cơ để xây dựng huyện thành một đô thị văn minh hiện đại, một miền quê đáng sống.
Bên cạnh đó là tầm nhìn dài hạn, sự đoàn kết của các thế hệ lãnh đạo của huyện để đề ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân. Đó còn là sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh và trung ương, cũng như sự cố gắng nỗ lực của các tầng lớp nhân dân. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai gần, Văn Giang sẽ trở thành thành phố văn minh, hiện đại của tỉnh Hưng Yên và cả nước.